Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần Invest Phân tích chi tiết về diễn biến của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay Phiên đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 Thì anh em sẽ thấy là phiên giao dịch ngày hôm nay nó đang có những cái nét tương đồng So với cái phiên ngày 11 tháng 10 năm 2023 Đánh giá chi tiết về cái tín hiệu này để anh chị em bám sát diễn biến của thị trường trong 3 đến 5 phiên tới để xác nhận là thị trường nó có cái dòng tiền quyết liệt tham gia hay không để giúp cho thị trường trở lại cái xu hướng tăng hay không. Nếu như cái lực cầu tham gia không quyết liệt trong một vài phiên tới thì diễn biến thị trường nó có xác suất nó lặp lại lịch sử hồi năm ngoái khi nó tiến lên đến cái vùng cản của cái phiên nỗ lực hồi phục đầu tiên ở ngày 16 tháng 4 ở cái vùng 1222, 1223 và nó không thể vượt qua được cái vùng điểm số cao nhất của cái phiên 16 tháng 4 thì xác suất là thị trường nó tiếp diễn một cái nhịp giảm nữa khá là cao và có thể sẽ khiến cho thị trường nó quay đầu giảm về cái vùng 12 1130 1150. Đấy là cái kịch bản thứ hai mà mình cũng đã phân tích chi tiết ở trong cái nội dung video ở hôm thứ sáu tuần trước. Và phiên ngày hôm nay là một phiên đầu tiên giao dịch sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5. Còn cái kịch bản thứ nhất là trong một vài phiên tới, thị trường nó tiếp tục test lại cái vùng này và có thể sau 3 đến 5 phiên tới, nó sẽ chính thức nó vượt qua vùng 1222 với cái mức thanh khoản tối thiểu là khoảng 800 đến 900 triệu cổ phiếu. Khi đó, một số cổ phiếu leader nó sẽ xác nhận trở lại cái xu hướng tăng. Và đây là những cổ phiếu sẽ leader thị trường cho một cái xu hướng mới. Lát nữa mình sẽ phân tích để gửi tới anh chị em về ba cổ phiếu mà anh em cần phải quan tâm nhất nếu như mà kịch bản thứ nhất nó xảy ra. Còn nếu như mà kịch bản thứ hai nó diễn ra thì thị, thị trường nó sẽ diễn biến nó giống như cái hồi tháng 10 nửa cuối tháng 10 năm 2023 và cái nhịp giảm tiếp theo nó còn tiếp diễn. Thì anh chị em cần phải để ý, cần phải bám sát về diễn biến thị trường trong một vài phiên tới để đánh giá xem thị trường nó có thực sự nó vượt qua được cái vùng 1222 1223 hay không. Trước tiên trước khi vượt qua được vùng 1222 1223 thì thị trường nó cần phải vượt qua cái vùng này đã. Ngày mai ngày kia nó cần phải vượt qua cái đường cản chéo. Cái đỉnh của vùng cản chéo là tính từ ngày 16 tháng 4 vừa qua và nối ba cái đỉnh gần nhau nhất cho đến thời điểm hiện tại thì ngày mai nó cần phải vượt qua cái vùng 1217 1218 này. Sau đó có thể nó sẽ test lại vài phiên rồi nó phải xác nhận để vượt qua vùng 1222 1223. Sau đó nếu như mà cái kịch bản thứ nhất nó được xác nhận thì chúng ta cũng đánh giá về diễn biến về sức khỏe của thị trường trong cái xu hướng mới. Trong những cái tín hiệu tiếp diễn anh chị em nhá, khi đó một số của leader sẽ là cái điểm đến để anh chị em ưu tiên để giải ngân và kỳ vọng cho cái con sóng mới trong thời gian tới. Còn nếu như mà kịch bản thứ nhất nó không được xác nhận thì khả năng là kịch bản thứ hai nó sẽ diễn ra và thị trường nó sẽ bám quanh cái vùng 1220, 1223 trong một vài phiên tới. Và cứ khi mà kéo lên đến vùng này là có nguồn cung nó bán ra để chốt lời thì anh chị em cần phải chú ý nếu như mà kịch bản này nó diễn ra thì khả năng là một nhịp giảm tiếp diễn nó còn diễn ra và nếu như mà từ vùng này mà giảm về vùng 1130 1150 thì có thể thị trường nó giảm thêm khoảng 70 80 điểm nữa không đủ không Tuy là trong thời gian vừa qua thị trường nó vừa mới về cái vùng 1165 nhưng từ vùng 1165 đến thời điểm hiện tại thì thị trường nó cũng đã hồi phục được khoảng 50 điểm nên từ cái vùng này này mà thị trường nó giảm một nhịp nữa thì nó giảm từ 80 đến 100 điểm nữa là chuyện rất bình thường. Khi đó những cổ phiếu mà mình đang theo dõi nó sẽ còn một nhịp giảm bù, một nhịp giảm sau nữa. Những cổ phiếu mà mình muốn nói đến nhắc đến là cái nhóm chứng khoán. Vì nhóm chứng khoán cứ khi mà báo cáo kết quả kinh doanh nó được công bố, báo cáo tài chính của quý 1 nó được công bố thường cũng sẽ là giai đoạn mà nhóm này bị chốt lời mạnh và nó cũng là cái quãng thời gian để nó chuẩn bị cho một cái xu hướng mới nếu như mà cái diễn biến này nó diễn ra thì có thể là cái nhóm chứng khoán thời gian tới nó sẽ đánh nhau cách này những cổ phiếu như CDS nó sẽ giảm mạnh về vùng 28 đến vùng 30 sau đó nó hồi phục mạnh lên vùng đỉnh cũ rồi nó bước vào một giai đoạn sideways để xây một cái nền tích lũy chuẩn bị cho con sòng tới và nếu như nó mà về vùng này này anh chị em canh để giải ngân về vùng này cái tỷ lệ rủi ro nó rất thấp luôn thì anh chị em phải chờ phải giữ vốn để chờ nếu như mà cái diễn biến này nó xảy ra cái kịch bản số 2 nó xảy ra thì thời gian tới anh chị em cứ để vốn mà chuẩn bị để đánh cái nhóm chứng khoán vì sao vì phiên ngày hôm nay lẽ ra là cái phiên go live lẽ ra là ngày go live của hệ thống KRX nhưng trong mấy ngày nghỉ lễ thì ủy ban chứng khoán nhà nước chính thức đưa ra cái thông tin tạm dừng go live vào ngày mùng 2 tháng 5. Nên đây cũng là lý do vì sao cái nhóm chứng khoán ở phiên ngày hôm nay nó diễn biến tiêu cực như vậy. Để anh chị em cùng chuẩn bị cho cái kịch bản xấu nhất mà nhóm chứng khoán nó chuẩn bị diễn ra trong những phiên sắp tới. Nhưng cái nhóm này thời gian tới mà nó giảm thêm một nhịp nữa Thời gian tới chúng ta lại tiếp tục có câu chuyện để kỳ vọng về hệ thống Carrick Chứ bây giờ mà Carrick chính thức đưa vào hoạt động là nhóm chứng khoán hết sự kỳ vọng Không còn câu chuyện hấp dẫn nữa Khi đó anh chị em mua Khi đó anh chị em giải ngân nó mới thực sự rủi ro Chứ còn bây giờ hầu hết phần lớn anh chị em đang cầm tiền mặt Thì thời gian tới khi mà cái nhóm chứng khoán nó giảm về đây Những cổ phiếu mình phân tích đền hình một số cổ phiếu ở nhóm chứng khoán thôi có thể ở VCI, có thể là BSI, có thể là ESI hay là VND. Thì mình phân tích điển hình về thằng CTS thôi. Nó mà giảm về đây, thời gian tới lại tiếp tục có cái câu chuyện để kỳ vọng. Và sau đó anh em mà mua ở đây này, nó hồi phục, nó tăng mạnh lên đến vùng đỉnh cũ. Để chuẩn bị cho một cái nền giá sideways ấy, cho một cái mẫu hình biên độ thu hẹp ấy. Nó mà hồi phục từ cái vùng nền giá cũ lên đến đây là hồi phục khoảng 30% nó giúp cho anh chị em mang lại khoản lợi nhuận rất nhanh chóng. Thì thời gian tới chúng ta mới có tiếp tục có câu chuyện để kỳ vọng nên giai đoạn này thì anh chị em không nên mua mới, không nên giải ngân. Kể cả có đi theo kịch bản nào đi chăng nữa thì anh chị em cũng không nên giải ngân mua mới cái nhóm chứng khoán. Ít nhất là từ nay đến giữa tháng năm thì cái xu hướng của nhóm chứng khoán nó khá là ảm đạm. Anh chị em nên thận trọng khi mà quyết định giải ngân mua mới cái nhóm cổ phiếu chứng khoán anh em nhá. Đấy là về riêng cái nhóm chứng khoán. Không cần biết là thị trường đi theo diễn biến đi theo kịch bản nào. Nhưng khả năng cao là nhóm này nó sẽ còn một nhịp giảm nữa. Cho đến cái thời điểm hiện tại, mình nghiêng về kịch bản thứ hai hơn, kể cả là thị trường nó xuất hiện một phiên xác nhận đảo chiều, nó vượt qua cái vùng 1222 1223, nhưng khả năng là sau đó là sẽ xuất hiện một phiên bull trap. Có nghĩa là sau một phiên kéo tăng mạnh thì thị trường lúc đó nó mới chính thức nó xác nhận cái kịch bản số 2. Cái kịch bản thứ nhất nó vừa mới được xác nhận xong là thị trường nó xác nhận đảo chiều, trở lại xuống tăng xong. Nhưng ngay sau đó thị trường nó xác nhận cái kịch bản số 2 ngay lập tức một hai phiên sau. Cái mô hình này thì chúng ta gọi đây là cái mô hình bull trap mà vẫn thỉnh thoảng vẫn xảy ra trong những giai đoạn mà thị trường nó chưa rõ xu hướng tỷ lệ 50 50 có nghĩa là nhiều nhà đầu tư đang chờ một phiên bùng nổ thị trường sau đó giải ngân sau đó tham gia nhưng có thể sau một phiên đó thì thị trường nó quay đầu nó đảo chiều nó khiến cho anh chị em không kịp bán ra luôn khi mà phân tích tổng quan về các nhóm ngành nghề trên thị trường anh chị em sẽ thấy kể cả những cổ phiếu đang khỏe nhất trên thị trường nó cũng đang có những cái tín hiệu kéo dướn khi mà nhiều cổ phiếu nó đang tiếp tục kéo dướn và những cổ phiếu mà nó dẫn dòng nó đang lít đời thị trường trong thời gian vừa qua cái xung lực nó đang yếu dần ví dụ nhóm bất động sản ví dụ nhóm chứng khoán ở giai đoạn hiện tại nó đang yếu dần nó đang thể hiện những tín hiệu yếu dần thì có xác suất là thời gian tới thị trường nó sẽ còn một cái nhịp giảm nữa nên mình đánh giá là kể cả thị trường thời gian tới nó có xuất hiện một phiên tăng mạnh thì mình đánh giá cái phiên tăng mạnh này nó là phiên để anh chị em ưu tiên chốt lời hơn là cái phiên anh chị em đánh tổng lực anh chị em giải ngân mua mới. Nên anh chị em cũng cần phải thận trọng để tránh cái trường hợp thị trường nó xảy ra một cái diễn biến tương tự giống như là cái chỉ số Dow Jones trong thời gian vừa qua. Nó cũng có một cái phiên nó đánh vượt lên trên cái đường EMA 20 ngày và sau đó là cái tín hiệu đảo chiều. Ở cái phiên này này, thị trường nó cũng đánh vượt lên trên cái đường cản kháng cự ngắn hạn. Nhưng thanh khoản nó không đủ lớn để mình phân tích với anh em về cái chỉ số Dow Jones, về tín hiệu kỹ thuật nó cũng đang khá là tương đồng so với chỉ số Vindex của chúng ta trong thời điểm vừa qua. Nó cũng có một phiên kéo lên vượt qua cái đường EMA 20 ngày ở cái đường cản kháng cự ngắn hạn. Nhưng cái vùng cản gần nhất thì nó chưa vượt qua và sau đó là cái tín hiệu đảo chiều ngay lập tức. Đây chính là cái yếu tố mình vừa mới phân tích đến anh chị em. Và sau những cái phiên này thì xuất hiện tiếp tục xuất hiện một phiên mở gáp giảm rất mạnh và sau đó lại tiếp tục hồi phục đi lên. Nhưng cái lực cầu hồi phục suy yếu và nó dần nó bám đường cản kháng cự này để tiếp tục đi xuống. Trong cái ngày mùng 1 tháng 5 vừa qua, đêm ngày hôm qua thì Fed công bố về lãi suất tiếp tục duy trì lãi suất ở mức 5,25 đến 5,5%. Trong phiên đêm qua thì chỉ số Dow Jones trong phiên thì nó bật tăng hồi phục mạnh mẽ nhưng cuối phiên nó dần thể hiện cái sự suy yếu và đến cuối phiên nó đóng cửa gần như thấp nhất phiên. Nó thể hiện một cái nhịp hồi phục kiệt sức và có thể với cái diễn biến này sẽ khiến cho cái chỉ số Dow Jones nó tiếp tục điều chỉnh, tiếp tục giảm trong thời gian tới có thể nó sẽ tiếp tục nó giảm về vùng về vùng 37 trong ngắn hạn thì có thể sẽ về vùng 37 hoặc thấp hơn nó sẽ tiếp tục giảm về vùng 35 36 trong thời gian tới. Nó tạo thành cái mô hình vai đầu vai. Nếu như mà diễn biến này nó tiếp diễn, nó sẽ khiến cho cái dòng tiền nhỏ lẻ ít nhất là dòng tiền nhỏ lẻ nó tác động tiêu cực lên thị trường của chúng ta trong thời gian tới trong ngắn hạn. Và khi đó nó sẽ khiến cho thị trường nó rung lắc tiếp tục rung lắc ở vùng này. Và nếu như mà dòng tiền mà lực cầu tham gia mà không đủ sức quyết liệt, nó sẽ khiến cho cái chỉ số VinDex nó tiếp tục cái nhịp giảm trong thời gian tới. Và cái nhịp giảm này thì có thể sẽ khiến cho chỉ số VinDex giảm về vùng 1130 1150 trong thời gian tới. Khi đó cơ hội nó mở ra cho anh chị em rất nhiều luôn còn ở thời điểm hiện tại. Anh chị em giải ngân anh chị em mua mới cái tỷ lệ cái xác suất sai nó khá là cao. Có nghĩa là ở giai đoạn này này, anh chị em mua 10 cổ phiếu, giải ngân 10 vị thế, có thể là chỉ có khoảng 3 đến 4 vị thế nó đúng, nhưng có tới khoảng 7 đến 8 vị thế nó sai. Thường một cổ phiếu ấy, cái giai đoạn ngon ăn nhất của cổ phiếu là cái giai đoạn này. Cái giai đoạn đầu tháng 2 đến giai đoạn giữa tháng 3 là cái giai đoạn ngon ăn nhất của cổ phiếu. Những cổ phiếu như đích Cái giai đoạn ngon ăn nhất là cái giai đoạn này. Như thằng Nam Long nó cũng tương tự như vậy, giai đoạn ngon ăn nhất là giai đoạn này. Không phải là giai đoạn hiện tại, như thằng DigiOne cũng vậy, giai đoạn ngon ăn nhất là giai đoạn này. Là cái giai đoạn mình đã giúp anh rất nhiều anh em kiếm được lợi nhuận. Hay như thằng FTS thì giai đoạn ngon ăn nhất là giai đoạn này, không phải là giai đoạn hiện tại đâu. Đây chính là lý do vì sao giai đoạn này thường anh chị em lại phải giải ngân tỷ trọng lớn hay như Đức Giang giai đoạn này anh chị em lại phải giải ngân tỷ trọng lớn nhưng giai đoạn hiện tại thì anh chị em lại không nên giải ngân tỷ trọng lớn đấy chính là lý do anh chị em nhớ cho còn để giải ngân tỷ trọng lớn thì có thể anh chị em cần phải chờ một hai tháng nữa lúc đấy cơ hội nó mở ra rất nhiều cho anh chị em luôn hoặc là nếu như mà những cổ phiếu như CTS ấy, nó trở lại về vùng 29 này này và sau đó nó có tín hiệu đảo chiều phải chờ tín hiệu đảo chiều anh em mới giải ngân được cái tín hiệu đảo chiều là tín hiệu những tín hiệu như này có nghĩa đầu phiên nó tiếp tục giảm sau đó cuối phiên nó đóng cửa cao nhất phiên có thể đóng cửa giá trần thì đây chính là tín hiệu đảo chiều anh chị em có thể giải ngân phun tỷ trọng ở những phiên như này hoặc là phiên xác nhận chính là phiên như này thì anh chị em mới giải ngân phun tỷ trọng được chứ còn những cổ phiếu như CTS này nó tiếp tục hoạt động tiêu cực như này thì không có lý do để chúng ta giải ngân không có lý do để chúng ta mua vào những cổ phiếu này, hay kiểu như STS nó chưa cho chúng ta lý do thuyết phục để anh chị em giải ngân để anh chị em mua mới kiểu ngày mai. Ấy. Vì cái giai đoạn này là giai đoạn chúng ta đánh thăm dò, đánh tỷ lệ nhỏ và giai đoạn này chỉ dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp có nhiều thời gian phân tích, đánh giá và hiểu được tính cách của một số cổ phiếu riêng lẻ một số cổ phiếu được dòng tiền quan tâm được cái sự phân hóa của dòng tiền nó chảy vào đấy là những cái đánh giá của mà mình phân tích mình chia sẻ về diễn biến về xu hướng của thị trường trong thời gian tới anh chị em cần phải bám sát nếu như trong trường hợp thị trường nó vượt qua được cái vùng 1220 1223 dòng tiền tham gia có lớn hay không thanh khoản nó có vượt qua được cái phiên này hay không với cái mức thanh khoản là khoảng 900 đến 1 tỷ cổ phiếu trong phiên hay không Nếu như thanh khoản lớn như này ấy, mà dòng tiền tham gia rất nhiều cổ phiếu tăng mạnh thì anh em mới có lý do thuyết phục để giải ngân mới có lý do thuyết phục để tham gia trong trường hợp thị trường vượt qua được vùng này nhưng thanh khoản nó vẫn ở cái mức 500 600 triệu cổ phiếu chủ yếu là kéo các cổ trụ đi lên trong khi đấy các cổ phiếu mít khác như chứng khoán như bất động sản nó tiếp tục bị xả tiếp tục bị đạp tiếp tục bị chốt lời thì không có lý do để anh em mua đâu anh em nhá Đấy là những cái đánh giá mà mình phân tích về diễn biến về xu hướng thị trường trong thời gian tới. Anh chị em cần phải bám sát. Còn một số cổ phiếu mà nó có khả năng tiếp tục tăng, có khả năng anh chị em canh để giải ngân trong một vài phiên tới. Với ba cổ phiếu anh chị em cần quan tâm trong một vài phiên tới. Với thứ nhất là thằng GVR, nó đang có cái cách vận động nó khá là tích cực so với thị trường. Trong phiên ngày mai ngày kia mà nó xác nhận cuối phiên nó vượt qua vùng 30.3 thì anh chị em có thể giải ngân khoảng tỷ lệ vừa phải giải ngân 10 20% NAV. Nếu như cổ phiếu này cuối phiên ngày mai nó xác nhận vượt qua vùng 30.3, có thể nó sẽ đánh tương tự giống như thằng Đức Giang hay giống như thằng FRT trong mấy phiên vừa qua. Trong thời gian vừa qua thì thằng Đức Giang nó đánh rất giống so với thằng FRT Nên kể cả phiên ngày hôm nay hay là mấy phiên vừa rồi. Kể cả phiên đầu tiên nó tăng mạnh là phiên 24 tháng 4 thì nó cũng hoạt động giống như thằng FRT ở phiên ngày 24 tháng 4 về cách hoạt động của những cổ phiếu này nó đang có những cách hoạt động tương đồng nhau yeah, phiên này 24 tháng 4 nên một vài phiên tối nếu như là thằng Đức Giang nó tiến lên đến vùng này với những anh chị em mà đang nắm giữ cổ phiếu này cùng mình thì có thể canh tranh thủ lên vùng 125 127 để tranh thủ chốt lời với cái khoản lợi nhuận khoảng 5 đến 7 phần trăm anh em nhớ đấy thằng Đức Giang còn với thằng cổ phiếu GVR ấy nếu như ngày mai nó xác nhận vượt lên trên vùng này này thì anh chị em có thể tranh thủ anh chị em có thể giải ngân với tỷ lệ vừa phải và có thể canh lên đến vùng 34 35 canh để chốt lời. Những cổ phiếu này có thể nó sẽ có cách hoạt động. Nó sẽ có một cái mẫu hình gãy nền rũ. Nhưng chúng ta chỉ nên đánh với tỷ lệ vừa phải, đánh với tỷ trọng vừa phải để trong trường hợp sai nó không khiến cho anh chị em thiệt hại nhiều về tài khoản, thiệt hại nhiều về tài sản. Đấy là cổ phiếu thứ nhất. Còn thằng cổ phiếu thứ hai là thằng CTD nó cũng có cách hoạt động tương đồng so với cái thằng GVR ngày mai hoặc ngày kia nó test thêm một vài phiên nó test lại cái gáp này, này, sau đó cuối phiên nó đóng cửa cao nhất phiên nó đóng cửa nằm trên cái vùng 67 thì có thể anh chị em canh để giải ngân một phần và canh lên đến vùng 74 75 để chốt lời với cái khoản lợi nhuận 10 đến 12 nhưng trong trường hợp sai thì anh chị em nên cắt lỗ thì tỷ lệ rủi ro nó bằng 1 phần 2 đến 1 phần 3 là lợi nhuận thì trong trường hợp thị trường khó, thị trường diễn biến khó lường Thì cái rủi ro nó cũng chỉ nên bằng nửa so với cái khoản lợi nhuận thôi Với những khoản lợi nhuận anh chị em có thể kiếm được là khoảng 8 đến 10% Thì cái khoản lỗ mà anh chị em có thể chấp nhận Nó chỉ nên rơi vào từ 4 đến 5% thôi Không nên quá nhiều Nhiều khi ấy, kể cả cổ phiếu nó chưa giảm Nhưng nó xuất hiện cái tín hiệu chuẩn bị đảo chiều anh chị em cũng cần tranh thủ để cơ cấu sớm ra. Ví dụ như giai đoạn này, thì lúc đấy mình nhận diện là những cổ phiếu này có thể nó tiếp tục nó giảm. Thì lúc đấy thì mình cũng có cảnh báo một số anh chị em hỏi mình về đằng CTD. À, nếu như mà nó thủng 72, 71.9, thì anh chị em nên tranh thủ cơ cấu ra. Với những anh chị em mà mua ở phiên nổ này, nó xuất hiện tín hiệu đảo chiều rất nhanh. Đây là một phiên gọi là một phiên bùn chát. Nó kéo lên bùng nổ, tăng mạnh thanh khoản lớn. Sau đó nó đảo chiều ngay lập tức nó xuất hiện một phiên bull chát này, lẽ ra anh chị em nào mà tinh nhí ấy, là phải bán ngay ở phiên này này, khi mà dần thấy cái tín hiệu nó đảo chiều nhanh quá là phải bán ngay ở phiên này, thì nó sẽ giúp anh chị em tránh được cái rủi ro sau này mà có thể những người này gặp phải, đấy là cổ phiếu thứ hai. Còn cổ phiếu thứ ba là thằng Nam Long, Nam Long hôm nay nó có một phiên tích cực, gọi là rất tích cực so với thị trường. Với cái diễn biến như này, thời gian tới ấy, mà thị trường nó xuất hiện, nó xảy ra theo kịch bản số 2 mà những cổ phiếu này nó không giảm Nó xảy ra cái kịch bản này Nó tiến lên đến cái vùng 39 Sau đó nó đảo chiều Nó test lại đấy Nó giống như thằng Nam Kim Hoa Sen Ở cái nhịp này này Sau đó nó test lại đấy Thì thời gian tới anh chị em canh Để giải ngân những cổ phiếu như thằng Nam Long nó đánh giống như nhịp này Thị trường giảm nó không giảm nữa Và sau đó khi thị trường cân bằng Nó là những cổ phiếu lên đầu tiên đây là lý do vì sao mình phải chốt lời Ở cái phiên ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 4 Ở giai đoạn này Và tránh được một cái nhịp lỗ ngược Của những cổ này luôn Thời gian tới nếu như mà nó xuất hiện Theo kịch bản này là test lại ấy, Sau đó anh chị em mua nó sẽ an toàn hơn Là mua ở phiên ngày hôm nay Mua ngày hôm nay thì phần lớn Là nhờ thông tin về việc Là doanh nghiệp lãi lớn Chủ yếu phần lớn những cổ phiếu mà được kéo tăng mạnh ấy Là những cổ phiếu mà lãi lớn trong quý 1 vừa qua được dòng tiền phân hóa được dòng tiền tăng mạnh được dòng tiền kéo và tăng mạnh phiên ngày hôm nay còn một vài phiên tới nếu như mà thị trường xảy ra theo kịch bản số 2 mà những người nó test lại đấy thì sau này anh chị em sẽ có tín hiệu để tham gia chưa chưa lỡ hết cơ hội đâu chúng ta vừa mới chốt lời xong cũng không nên tham gia mua quay lại quá sớm anh chị em nhé trừ khi là anh chị em mua trong thời gian vừa qua ấy, mua ở vùng này này thì có thể ở thời điểm hiện tại có thể tranh thủ có thể canh để chốt lời với khoản lãi là khoảng 8 đến 10 phần trăm còn mua đuổi thì giao này, này không nên mua đuổi bất kỳ cổ phiếu nào ở phiên ngày hôm nay hay là một vài phiên tới mà nó kéo dướn kéo tăng mạnh anh chị em không nên mua xanh không nên mua khi tăng mạnh mà nên mua khi nó quay về vùng hỗ trợ và anh chị em mua thì nó sẽ an toàn hơn và khả năng mang về lợi nhuận nó sẽ cao hơn ví dụ mua ở vùng này này thì thời điểm hiện tại anh em chốt lời kiểu dịnh có lợi nhuận luôn thì đấy là cái cách anh chị em có thể tham gia có thể mua khi cổ phiếu nó về vùng hỗ trợ hay chính những cổ phiếu mà thời gian vừa qua nó giảm rất mạnh như thằng gách mà anh em nó bắt đáy được thì có khoản lợi nhuận là gần 10% thì đấy là cách mà anh cho em mua khi nó đang giảm mạnh nó quay về vùng hỗ trợ nhưng những cổ phiếu này để nó trở lại cái xu hướng tăng ngay thì mình đánh giá là chưa thể trở lại xu hướng tăng ngay được đâu mà thời gian tới nó tăng hình chữ V lên ngay được như này khá là khó nên anh cho em cần cho nó thêm thời gian anh chị em nhá còn anh cho em mà trong thời gian vừa qua ấy, đầu tư chưa có lãi, đầu tư chưa hiệu quả mà vẫn đang kẹt hàng, chưa biết xử lý ra sao, chưa biết cơ cấu danh mục ra sao, chưa xác định được cái phương hướng cho cái quá trình đầu tư trong tương lai thì có thể inbox cho mình. Cùng đánh giá lại cái danh mục cổ phiếu nào yếu cần phải cơ cấu, giữ lại cổ phiếu nó có khả năng hồi phục và cổ phiếu yếu vẫn cần phải cơ cấu để thứ nhất là có vốn, để thứ hai là cái tỷ lệ tài sản nó đỡ áp lực đặc biệt là anh em nào đang margin thị trường này mình đánh giá là chưa có margin đâu nó mà có margin ấy, nó xảy ra theo kịch bản số 2 ấy. lúc đấy thị trường mới áp lực anh chị em nhá thời gian tới khi mà thị trường cân bằng khi thị trường xác nhận tín hiệu đảo chiều lúc đó một số cổ phiếu leader có thể là ba cổ phiếu mình vừa phân tích với anh chị em mình vừa mới chia sẻ với anh chị em nó sẽ leader thị trường để đi lên và khi đó anh chị em có sẵn vốn để tham gia để chinh phục thị trường để gỡ lại khoản lỗ mà anh chị em đã mất đã bị thị trường lấy đi trong thời gian vừa qua. Anh chị em nhá. Và anh chị em theo dõi video của mình đến thời điểm này thì nhớ ấn vào cái nút like và subscribe kênh để khi mình đăng tải video mới, một bài chia sẻ mới, anh chị em kịp thời cập nhật về diễn biến về xu hướng của thị trường cũng như các cổ phiếu tiềm năng để chuẩn bị cơ hội cũng như là cho các siêu cổ phiếu cho thời gian tới. Anh chị em nhá, cảm ơn anh chị em đã theo dõi.